Hoan hỷ chào mừng quý cô bác, anh chị đã đến với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, tấn tài, tấn lộc, tấn an khang. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để đón xem những video hữu ích mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. 2 tháng đầu năm 2024, Thái Lộc Xuân mới, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, bí mật làm điều này, được bề trên ban cho lộc lớn, gánh tiền nặng vai, giàu sang sung sướng nhất họ. Kính thưa quý cô bác tuổi Canh Tý thân mến, một năm cũ trôi qua, một năm mới lại đến, điều mà ai cũng không muốn nhất chính là mình và gia đình gặp phải một vận hạn nào đó. Nhưng cũng có những người lại gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa để kiếm tiền làm giàu sau mấy chục năm oàn mình vượt khó. Khi xem tử vi 2 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024 của 12 con giáp, các thầy tử vi phương Đông có chỉ rõ, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, được trời ban cho nhiều phúc đức, may mắn khổ hạnh nào rồi cũng sẽ qua, nợ nần nào rồi cũng sẽ trả sạch, nắm bắt tốt cơ hội thì sẽ phát tài, sống sung sướng thoải mái dư giả tới cuối năm. Vì vậy, nếu như bấy lâu nay, bản mệnh tuổi Canh Tý đã phải chịu rất nhiều cơ cực thất bại và vất vả, thì hãy tận dụng thời cơ trong năm tới. Con giáp này sẽ là một bước lên mây, từ giờ tới cuối đời sống trong an nhàn sung sướng, tiền tài bạt ngàn, giàu sang phú quý, không phải lo nghĩ bất cứ chuyện gì. Và bây giờ Minh Đường Tử Vi xin mời quý vị hãy cùng đi vào nội dung chi tiết nhé. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về lá số tử vi của gia chủ tuổi Canh Tý. Trong năm 2024 năm Giáp Thìn, quý vị hãy dành ra 1-2 phút để chúng ta cùng chiêm nghiệm lại. Về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Canh Tý, chúng ta đã biết, khi mà chúng ta biết được vận trình tổng quát của năm thế nào, thì chúng ta xét luận đoán theo từng tháng thì mới được chuẩn xác. Có cách căn cứ để chúng ta luận đoán được chính xác nhất, và ngay bây giờ chúng ta cùng đi vào lá số tử vi năm 2024 của những gia chủ tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, nam mạng và nữ mạng. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960, hay còn gọi là lương thượng chi thử, chuột trên xà, dương nam tuổi âm 65 tuổi, ngũ hành bản mệnh, bích thượng thổ, đất tò vò, tướng xương con chuột, tướng tinh con dê. Canh Tý nạp âm hành thổ, do can canh kim, ghép với chi tý thủy, ta có kim sinh nhập thủy, nên can sinh chi, nạp âm và can lại tương hợp ngũ hành, cho nên thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, khả năng hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận đến hậu vận, dù trong năm xung thắng hạn có gặp khó khăn trở ngại, cũng dễ dàng gặp được quý nhân giúp đỡ để vượt qua, nếu ngày sinh có hàng can, nhâm, quý, sinh giờ sửu mùi lại được hưởng thêm phúc lớn của dòng họ. Tuổi Canh với tam hợp, thân tí thìn, được hưởng vòng lộc tồn, chính vị thêm tam hóa liên châu, hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền đi liền nhau, nếu các sao thái dương, thái âm, vũ khúc đóng tại mệnh thân, nếu lá số xem tử vi được thêm vòng thái tuế với cục thổ, hay cục thủy thường là mẫu người nhiều tham vọng, nặng lòng với quê hương đất nước, có tình nghĩa với đồng bào, bà con dòng họ, có tinh thần trách nhiệm cao không riêng với bản thân mà còn đối với cộng đồng tập thể. Người tuổi Canh Tý có ý chí kiên định vững vàng, một khi đã xác định mục tiêu cho mình thì họ sẽ cố gắng hoàn thành, không bao giờ lùi bước, chấp nhận vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, do đó, trong làm ăn kinh doanh, họ thường gặt hái được thành công vang dội. Người Canh Tý thường mang trong mình tham vọng lớn, tuy nhiên nếu không biết cách điều chỉnh thì họ sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và dễ gặp thất bại. Trong suốt cuộc đời của người tuổi này, ít khi gặp phải khó khăn về phương diện tài chính, họ biết cách tiết kiệm, lại thường hay tính toán chi li, cho nên thường xuyên tích lũy được số tiền lớn để an hưởng tuổi già. Họ sống hòa đồng với mọi người xung quanh, người tuổi này có khả năng giao tiếp vô cùng tốt, họ thích nơi đông người, thích bầu không khí sôi động náo nhiệt, chứ không thể chịu đựng được cuộc sống buồn tẻ. Không những vậy họ còn có ưu điểm là chất phác, thật thà, không thích thể hiện bản thân và đặc biệt là không bao giờ coi thường người khác. Vào thời gian ấu thơ, nam giới tuổi Canh Tý có rất nhiều sóng gió, tới thời gian trung vận, họ cũng sẽ vượt qua nhiều trở ngại khó khăn của cuộc đời. Vào khoảng thời gian này có phần hy vọng đầy đủ về sự nghiệp công danh,
Hậu vận thời điểm này thì an nhàn sung sướng. Nữ mạng có tuổi Canh Tý thường cuộc đời gặp nhiều sự may mắn vào lúc ấu thơ. Số mạng của họ có phúc đức nên cuộc sống tạo nhiều cơ hội thuận lợi. Để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng, vào thời trung vận, họ đã thấy kết quả của sự sung sướng thảnh thơi và an nhàn. Tuổi Canh Tý, cuộc đời tuổi nhỏ có nhiều sóng gió và trung vận cũng vượt qua nhiều trở ngại của cuộc đời, hậu vận thì an nhàn sung sướng. Tuổi Canh Tý đường công danh khá tốt nhưng bổn mạng thường yếu kém, nếu có làm phước, ăn ở hiền lành thì được gia tăng niên kỷ, gian ác thì giảm kỷ. Công danh có phần lên cao về thời trung vận, gia đạo khá tốt, yên hòa vào hậu vận, gia đình vui tươi và hạnh phúc. Cuộc đời của Canh Tý sinh năm 1960 được dân gian lan truyền qua bài thơ sau. Canh Tý mạng thổ cung càn, đất ở đầu vách khó mà tìm ra, nhỏ thời vất vả phiêu lưu, lớn lên lập nghiệp lắm ưu lắm phiền, số tuổi khẳng khái đảm đương, thấy mạnh hiếp yếu thì thường nhảy vào, bạc tiền như thể chim bao, giàu có như thể sớm vào tối ra, tạo lập lắm cửa lắm nhà, mua cất rồi bán thế là trắng tay, thấy người yếu thế cô đơn, có tiền cũng giúp chẳng cần đền ơn, số tuổi có chức có quyền, có tay quán xuyến có quyền khiển binh, vợ chồng xung khắc hay dày, thế mà con cháu đầy nhà phải lo. Vận trình người tuổi Canh Tý trong năm Giáp Thìn 2024. Xét về địa chi Tý của tuổi này gặp địa chi Thìn của năm 2024 là mối quan hệ chủ về tam hợp. Theo đó, trong năm chủ mệnh tuổi Tý có nhiều sự thay đổi về tinh thần cũng như về tình cảm. Công việc cũng chuyển biến tích cực, nhờ được quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ, bản thân nhiều khả năng phát triển, mở mang thêm mối quan hệ làm ăn kinh doanh. Bên cạnh đó, gia đạo trong này có tin vui đưa tới về thêm người thêm của. Xét về thiên can tuổi Canh, ngũ hành thuộc kim, gặp năm có thiên can giáp, ngũ hành thuộc mộc, chủ về quan hệ tương phá, xem tử vi tuổi Canh Tý 2024. Thấy năm giáp thì người tuổi này cẩn thận về mối quan hệ của những thành viên của người thân trong nhà, nhiều chuyện có thể dẫn tới những mâu thuẫn hay bất hòa của gia đạo. Tiền bạc có thể phải chi tiêu nhiều trong năm giáp thìn, sức khỏe năm này của chủ mệnh thiên can canh cũng không được tốt, điều này dẫn tới tiêu tốn nhiều tiền bạc. Xét về mối quan hệ ngũ hành, người tuổi này ngũ hành là thuộc thổ, gặp năm 2024 giáp thìn ngũ hành thuộc hỏa, tương ứng với quan hệ tương sinh. Rất tốt, năm giáp thìn người có bản mệnh thuộc thổ gặp được những tin vui về cuộc sống. Nếu tiến hành xuất tiền trong năm để kinh doanh hay đầu tư, thì người tuổi này tiến hành được thuận lợi, xuất hành đi xa trong năm được quý nhân giúp đỡ, nên tiến hành công việc gì cũng được thuận lợi và đạt được những kết quả như ý muốn. Xét theo vận niên. Theo tử vi tuổi Tý 2024, Canh Tý sinh năm 1960 gặp vận niên là kê hồi viên, tức là gà về vườn. Biểu tượng này mang ý nghĩa, gà về vườn thì được no đủ, báo hiệu một năm vui vẻ, nhiều thức ăn, có thóc lúa, lương thực không thiếu. Theo đó báo hiệu một năm tài lộc thịnh vượng, việc cầu tài có tài, cầu quan được quan. Biết tin tưởng vào chính bản mình thì mọi việc đều thành công rực rỡ. Riêng về khía cạnh tình cảm, gia đạo khá hài hòa, đón tin vui về con cháu trong nhà. Xét vận hạn năm 2024 tuổi Canh Tý. Tam tai 2024, tuổi Canh Tý phạm tam tai năm cuối, hạn đã bớt nặng, hầu như tác động không nhiều, yên tâm hưởng thụ cuộc sống. Kim lâu 2024, tuổi Canh Tý không phạm kim lâu, tốt cho việc đứng tên khởi sự lớn trong nhà, như dựng vợ gả chồng cho con cái, tiến hành các nghi lễ thờ cúng. Hoàng ốc 2024, tuổi Canh Tý phạm hoàng ốc, tránh đứng tên khi làm lễ động thổ, xây dựng nhà mới, nếu vẫn muốn làm có thể tiến hành thủ tục mượn tuổi thì sẽ may mắn hơn. Xét về nam mạng. Sao chiếu mệnh, nam chủ sinh năm 1960 gặp sao thổ tú chiếu mệnh vào năm giáp thìn. Trong bảng sao hạn năm 2024, thổ tú là chòm sao hung tinh trong cửu diệu niên hạn, chủ về tai họa bất ngờ, không đề phòng dễ bị tiểu nhân hãm hại. Nam mạng tuổi Tý là người có lòng tốt nhưng nên cẩn thận với kẻ mưu kế đa đoan. Làm việc gì cũng phải tính đường lui cho bản thân, không nên phó thác niềm tin cho những người không đáng tin cậy. Nếu gặp chuyện tai tiếng, thị phi, bản mệnh cần giữ thái độ bình tĩnh, giải quyết vấn đề bằng vốn sống và kinh nghiệm dày dặn của mình, tránh nghe những lời bàn tán bên ngoài mà buồn bực, lo lắng. Vận hạn. Vận hạn mà nam mạng tuổi Canh Tý phải đối mặt trong năm giáp thìn là hạn ngũ mộ, tiểu hạn chủ về hao tốn tiền của, hạn ngũ mộ có thể gây ảnh hưởng tới tài chính cá nhân. Nếu mệnh chủ sinh năm 1960, tiêu xài phung phí, để giảm tác động xấu do vận hạn mang lại, bản mệnh nên quản lý chi tiêu, chuẩn bị các khoản dự trù trước, hạn chế cho người không đáng tin vay mượn tiền bạc. Bên cạnh đó, nên dành thời gian đi làm từ thiện, phát tâm công đức giọt dầu.
Vận trình tử vi tuổi Tý 1960 nam mạng, 2 tháng đầu năm 2024 được luận giải chi tiết trên các phương diện, công việc, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp. Giới tử vi tiên tri cho biết, bước sang độ tuổi 65, công việc của nam mạng tuổi Canh Tý có chiều hướng an toàn hơn, thế cân đối này tạo nên sự ổn định cho sự nghiệp. Càng về cuối năm càng có những dấu hiệu khởi sắc, chỉ cần mệnh chủ duy trì thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng và cầu tiến. Trong 2 tháng đầu năm 2024 này, đôi lúc Canh Tý nam mạng phải đối mặt với một số rắc rối trục trặc, nguyên nhân là do bản mệnh có phần chủ quan, quá tin tưởng người khác. Nhưng nếu nam tuổi Tý 1960 bình tĩnh giải quyết thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, tốt đẹp. 2. Về mặt tài lộc, tài chính. Xem tử vi năm 2024 của 12 con giáp nhận thấy, tình hình tài chính của nam Canh Tý trong 2 tháng đầu năm Giáp Thìn không có gì đáng lo ngại. Nếu mệnh chủ duy trì thói quen sống giản dị, tiết kiệm, không xa hoa lãng phí. Ở độ tuổi xế chiều, nam mạng tuổi Canh Tý nên có kế hoạch tiết kiệm tiền cho bản thân nhiều hơn. So với việc lo nghĩ cho người khác, bản mệnh có thể dành ra một khoản dưỡng già ngay từ bây giờ. Ngoài ra trong 2 tháng đầu năm 2024, nếu có dự định đầu tư tiền bạc, thì Canh Tý nam mạng nên thận trọng, suy nghĩ thật kỹ, không nên mạo hiểm đầu tư vào các lĩnh vực rủi ro lớn hoặc chưa có kiến thức, sự hiểu biết. Nhìn chung, đa số bản mệnh Canh Tý nam mạng có đồng tiền dư giả, người nào vẫn còn tham gia làm ăn, kinh doanh có thể nhận được lời lãi từ các khoản đầu tư trước đó. Ngoài ra, bản mệnh cũng vẫn có thể sống thoải mái dựa vào đồng tiền lương, tiền tiết kiệm từ thời còn trẻ. Tuy nhiên, bản mệnh không nên cả tin nghe theo lời rủ dê, dụ dỗ của kẻ xấu, khiến đồng tiền không cánh mà bay. Trong việc vay mượn cũng cần phải thận trọng, chỉ cho những người mình thật sự hiểu rõ vay, có giấy tờ đầy đủ, nếu không dễ mất cả tiền và cả các mối quan hệ. 3. Tình duyên gia đạo. Tử vi 2 tháng đầu năm cho biết, cuộc sống hôn nhân của mệnh chủ Canh Tý trong 2 tháng đầu năm 2024 khá yên ấm, tuy rằng trong đời sống thường ngày khó tránh khỏi mâu thuẫn. Nhưng chỉ cần cần lắng nghe và thấu hiểu người bạn đời nhiều hơn, nam chủ tuổi Canh Tý có thể dễ dàng giải quyết những xung đột này. Bước sang 2 tháng đầu năm 2024, bản mệnh đôi khi sẽ phải lo nghĩ cho các vấn đề liên quan tới gia đạo. Cách tốt nhất để gia đình êm ấm, hạnh phúc là dành thời gian bầu bạn, sẻ chia với con cháu để rút ngắn khoảng cách. Tin vui gõ cửa gia đạo nam mạng 1960, Canh Tý trong 2 tháng này có thể là thêm người, thêm của. Đây cũng là cơ hội giúp tình cảm giữa mọi người trong gia đình thêm bền chặt đoàn kết. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi nghỉ hưu, sức khỏe là quan trọng nhất với bản mệnh sinh năm 1960, cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lão hóa. Tuy nhiên, sự biến đổi này không gây ảnh hưởng nhiều nếu quý ông tuổi Canh Tý duy trì thói quen sinh hoạt tốt, ăn uống nghỉ ngơi điều độ. Trong công việc, bản mệnh nên tránh làm việc nặng, vận động quá sức. Sau ngày dài làm việc có thể sử dụng các bài thuốc ngâm chân kết hợp với xoa bóp cơ thể để phòng tránh các bệnh đau xương khớp. Quý vị thân mến, tiếp theo chúng ta cùng xét đến lá số của nữ mệnh Canh Tý. Sao chiếu mệnh. Trong năm 2024 Giáp Thìn, nữ mạng tuổi Canh Tý 1960 gặp sao Vân Hớn chiếu mệnh. Đây là tròn sao hung tinh chủ về tai tiếng thị phi. Với những người cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, sự ảnh hưởng của sao Vân Hớn không nhiều. Tuy nhiên với những người tính tình nóng nảy, bột chộp, rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Đó là lý do vì sao nữ tuổi Canh Tý nên giữ thái độ điềm tĩnh khi giải quyết vấn đề. Ngoài ra, trong năm này mệnh chủ có thể sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân bịa đặt điều xấu gây ảnh hưởng danh tiếng. Canh Tý nữ mạng nên thận trọng hơn với những người có tính tọc mạch hay xen vào chuyện của người khác. Vận hạn. Nữ mạng tuổi Canh Tý gặp vận hạn ngũ mộ trong năm Giáp Thìn. Đây là vận hạn chủ về hao tốn tiền của, tài lộc. Nếu muốn giảm tác động xấu của hạn ngũ mộ trên phương diện tài chính, bản mệnh cần lên kế hoạch chi tiêu hợp lý, tránh tiêu xài phung phí, có cơ hội nên tích đức hành thiện nhiều hơn, mở rộng tấm lòng bao dung nhân đạo của mình. Bình giải chi tiết tử vi 2 tháng đầu năm 2024, nữ mạng tuổi Canh Tý 1960 qua các phương diện, sự nghiệp, tài chính, gia đạo, sức khỏe. 1. Công việc, sự nghiệp. Tổng quan sự nghiệp của Canh Tý nữ mạng, trong 2 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn khá ổn định, mọi chuyển biến thay đổi đều đã được bản mệnh tính toán từ trước, nên không khó để ứng phó khi vấn đề xảy ra. Tuy nhiên, nếu muốn thúc đẩy sự tiến triển của công việc, nữ tuổi Canh Tý sẽ phải đầu tư thời gian và công sức nhiều hơn, cần vận dụng linh hoạt kinh nghiệm dày dặn, cùng sự hiểu biết sâu rộng vốn có. Công việc không tạo ra áp lực, nếu mệnh chủ có thể cân bằng thời gian nghỉ ngơi,
sinh hoạt và làm việc, quan trọng nhất vẫn là tinh thần làm việc chủ động và tích cực. 2. Về tài lộc tài chính. Nếu nữ mạng sinh năm 1960 là người chu toàn cẩn thận, thì tình hình tài chính trong 2 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, nếu chưa có sự chuẩn bị, bản mệnh nên sớm tiết kiệm một khoản dự trù cho bản thân. Canh Tý nữ mạng là người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý chi tiêu gia đình. Do đó, nếu cần đến một khoản tiền lớn, bản mệnh nên hỏi ý kiến người thân bàn bạc trước khi đưa ra quyết định, hạn chế vay mượn tiền bạc với những người không đáng tin cậy. 3. Tình duyên gia đạo. Nữ mạng tuổi Canh Tý 1960 nên để tâm tới cảm xúc của người bạn đời nhiều hơn. Khi xảy ra mâu thuẫn, thay vì nổi nóng, hãy giữ thái độ bình tĩnh để giải quyết vấn đề. Bản mệnh là người biết lắng nghe, chia sẻ nên có thể dễ dàng hóa giải mọi hiềm khích. Bước sang 2 tháng đầu năm 2024 Giáp Thìn, gia đạo không còn là nỗi lo của Canh Tý nữ mạng. Con cái trưởng thành, yên bề gia thất, tinh thần bản mệnh phần nào cũng nhẹ nhõm và thanh thản hơn. Để gắn bó tình cảm gia đình, bản mệnh nên dành thời gian sẻ chia, bầu bạn với con cháu nhiều hơn. 4. Sức khỏe. Ở độ tuổi 65, bản mệnh cần quan tâm và chú trọng đặc biệt tới sức khỏe. Để tránh những bệnh về xương khớp, nữ tuổi Canh Tý 1960 nên tập thể dục đều đặn, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý. Không chỉ rèn luyện thể chất, bản mệnh cũng cần giữ tinh thần lạc quan tích cực, tham gia thêm các hoạt động xã hội công ích, hành thiện tích đức để đón nhận phúc phần cho con cháu gia môn. Và bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng 1 và tháng 2 năm 2024 âm lịch. Đầu tiên, chúng ta xét về tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tý âm lịch nói rằng, sự góp mặt của dịch mã đem tới những bước đệm hoàn toàn mới cho công việc của người tuổi Canh Tý đầu năm mới. Tất cả những gì bản mệnh cần là một cơ hội, và cơ hội sẽ đến trong năm nay. Cố lên, danh tiếng tới trước, lợi nhuận tới sau, năm mới của bạn chính là như vậy. Nửa đầu tháng 1 là thời điểm trăng mọc của danh vọng, quyền lực và địa vị, nửa sau là thời điểm ăn lộc phú quý của tuổi Canh Tý. Tuy đầu năm có phần hơi bận rộn và nhức đầu vì nhiều việc ập tới một lúc, nhưng nếu Canh Tý đủ sức khỏe và bản lĩnh để vượt qua thì may mắn sẽ mỉm cười với bạn vào những ngày không ngờ tới nhất. Đầu năm đã có lộc làm ăn ngon. Tháng này tín chủ không sợ bị tiểu nhân cản trở, gây ra rắc rối. Bạn có thể tận hưởng những ngày nghỉ lễ Tết bên gia đình một cách yên ổn. Đây là tháng tốt để xen kẽ giữa công việc và nghỉ ngơi. Đừng tham lam công việc quá mức, chăm chỉ nhưng cũng nên có giờ để nghỉ. Tài lộc của tuổi này trong tháng 1 âm khá nhiều biến động, càng vất vả, bôn ba xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Chẳng cần dựa dẫm vào ai vẫn có thể cày ra tiền. Tháng này là tháng kiếm tiền bằng cách làm việc chăm chỉ. Người được hưởng lợi trực tiếp và nhiều nhất là những người tự kinh doanh. Thu nhập của họ chắc chắn sẽ tăng lên. Khi khối lượng công việc tăng lên, ra Tết bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để có thể tiếp xúc với khách hàng, xúc tiến làm ăn. Cơ hội tự nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, vận may cũng dễ dàng tăng theo. Tiền kiếm ra không hề khó, chỉ có điều bạn có chịu khó bòn mót hay không mà thôi. Minh Đường Tử Vi gợi ý cho những người tuổi Canh Tý rằng, đầu năm nay là thời điểm quan trọng. Nếu có điều ước, điều gì muốn thực hiện thì nên làm ngay trong đầu năm mới, nhất là những chuyện liên quan tới tiền bạc, của cải. Năm nay bạn sẽ thành công hơn năm ngoái, hãy đợi thêm một chút, rồi bạn sẽ gặp được quý nhân có thể hỗ trợ mình trên con đường kiếm tiền tích góp mua nhà, mua xe, trả nợ trong năm Giáp Thìn này. Tử vi tháng 1 năm 2024 tuổi Tý âm lịch dặn dò đương sự Canh Tý phải lái xe cẩn thận trong tháng này để tránh bị ngã. Nếu có nhậu nhẹt thì nên gọi taxi hoặc người nhà, bạn bè chở đi, không được chủ quan khi có rượu bia trong người. Tháng này dễ mắc các bệnh về da do dị ứng thức ăn, thời tiết. Vì vậy, ngoài việc không tạo quá nhiều áp lực cho bản thân, bạn còn phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Các bác nên ăn nhạt và ăn ít, ăn chín uống sôi là tốt nhất. Đi chúc Tết chớ nạp nhiều thức ăn gây nặng bụng và hạn chế ăn đồ ăn lạ kẻo gây hại cho cơ thể, cái miệng làm khổ cái thân. Tử vi tháng 2 âm lịch, tháng Đinh Mão, năm Giáp Thìn. Nguyệt lệnh lâm đất tuyệt, xem tử vi 2024 về sự nghiệp của tuổi Canh Tý, tháng 2 âm không phải là thời điểm thích hợp để bản mệnh tiến hành những kế hoạch lớn lao của mình. Bởi có đầy rẫy khó khăn đang chờ đợi Canh Tý ở phía trước, sự cạnh tranh gay gắt không chỉ đến từ đối thủ, mà còn đến từ ngay những người đồng nghiệp xung quanh con giáp này. Bản mệnh không thể hiểu được suy nghĩ của đối phương khi tự đâm sau lưng đồng đội của mình. Họa tiểu nhân lớn cũng chính là từ đó, con giáp này nếu không tỉnh táo để giữ an toàn cho mình thì sẽ bị hãm hại lúc nào chẳng hay. Đừng quá tin tưởng người khác nhanh chóng, cần thời gian để thử thách lòng người.
Thời điểm này dù làm bất cứ việc gì cũng cần phải thận trọng, chớ nên nóng vội hấp tấp mà mắc phải sai lầm, tự mình tụt hố chứ chưa cần tiểu nhân ra tay. Xem tử vi tuổi Tý tháng 2 năm 2024 âm lịch, con giáp Canh Tý này có thiên tài trợ mệnh nên đường tài lộc khá sáng. Tuy nhiên, đây là điềm báo tài lộc bất ngờ, dễ đến mà cũng dễ đi, cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng, thái âm cho thấy. Quý nhân trợ tài lộc cho bản mệnh trong tháng này có thể là nữ mệnh, hãy chú ý cách cư xử của mình để không khiến quý nhân phật lòng bỏ đi. Thu nhập trong tháng này phần nhiều đến từ nghề tay trái, hãy cân đối sắp xếp thời gian hợp lý để không làm ảnh hưởng quá nhiều đến công việc chính của mình. Bản mệnh nên tận dụng những khoảng thời gian rảnh rỗi vào cuối tuần để tăng thêm thu nhập, có nhiều cơ hội để bạn phát huy năng lực của mình. Song ngoài may mắn thì cũng cần phải chăm chỉ, kiên trì nữa, lấy tiền của người khác vốn chẳng dễ dàng. Người làm kinh doanh cũng có một tháng tài lộc rực rỡ, tháng 2 mang theo những tia nắng ấm, xua dần đám mây ảm đạm trong tháng riêng. Con giáp này có thêm nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, lợi nhuận cũng tăng dần lên, bù đắp những thiệt hại về kinh tế thời gian trước. Tình hình sức khỏe của tuổi Canh Tý trong tháng 2 năm 2024 không có gì đáng lo ngại cho lắm. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần nhớ phải giữ tinh thần lạc quan vui vẻ, đừng âu sầu, ủ rũ mà tự khiến cho mình mệt mỏi căng thẳng. Tổng kết lại, xem tử vi năm 2024, nhờ thần tài bên trái, quý nhân bên phải giúp đỡ mà Canh Tý sinh năm 1960 sẽ gặp được cơ hội đổi đời lớn. Chỉ cần kiên trì chăm chỉ thì chắc chắn sẽ tạo dựng được một cơ ngơi vững chắc, kiếm được nhiều tiền của, nhưng như một lẽ tự nhiên có người sẵn sàng dang rộng vòng tay giúp đỡ, thì cũng có người muốn vùi dập ta xuống, lửa thử vàng, gian nan thử sức vậy. Nên nếu muốn thành công thì người tuổi Canh Tý phải vượt qua những khó khăn và trở ngại trong thời gian sắp tới. Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong năm 2024 và phong thủy may mắn trong năm 2024, giúp tín chủ Canh Tý xua hung đón cát, tăng tài tụ lộc, vượng vận khí suốt cả năm. Với tuổi Canh Tý nam mạng, hóa giải sao hạn. Hóa giải sao hạn là cách để giảm tác động xấu do sao chiếu mệnh và vận hạn mang đến đối với bản mệnh tuổi Canh Tý. Sao Thổ Tú và hạn Ngũ Mậu tuy không ảnh hưởng nhiều, nhưng vẫn nên đề phòng. Mệnh chủ sinh năm 1960 có thể thực hiện nghi lễ dâng sao giải hạn sao Thổ Tú tại gia hoặc nơi đền chùa thiêng liêng. Thời điểm thích hợp nhất là khoảng thời gian đầu năm, lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính. Với tuổi Canh Tý nữ mạng, cách tốt nhất để tăng phước báo, giảm nghiệp báo là hành thiện tích đức, thay đổi những thói quen xấu, sống lành mạnh, gieo duyên lành cho đời. Như vậy khi gặp hoạn nạn, chính những phúc báo tích được từ quá khứ sẽ cải vận, giúp nữ Canh Tý 1960 được an bình. Bên cạnh đó, năm 2024, mệnh chủ có thể thực hiện nghi lễ cúng giải hạn sao Vân Hớn tại gia hoặc nơi đền chùa linh thiêng. Chọn thời gian đầu năm là thích hợp nhất, chuẩn bị lễ vật tùy tâm, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng thành kính. Vật phẩm phong thủy. Trong năm 2024, tuổi Canh Tý có thể sử dụng vật phẩm phong thủy để cầu bình an, đón nhận may mắn như mặt Phật bản mệnh hoặc vòng tay trầm hương. Bản mệnh tuổi Canh Tý 1960 được Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hộ mệnh, người là vị Bồ Tát nghìn tay, nghìn mắt, cứu khổ, cứu nạn, độ hóa chúng sinh, thỉnh mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn bên người để cầu bình an, hạnh phúc, giảm nhẹ tai ương. Canh Tý 1960 mệnh thổ nên lựa chọn mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá mã não đỏ, tương sinh hoặc mặt Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn đá mắt hổ vàng nâu. Tương hợp, bên cạnh mặt Phật bản mệnh, mệnh chủ cũng có thể sử dụng vòng tay trầm hương chuỗi 108 hạt để gia tăng vận khí, cải thiện tinh thần, sức khỏe. Phong thủy may mắn tuổi Canh Tý năm Giáp Thìn 2024, Canh Tý có thể ứng dụng những yếu tố phong thủy dưới đây để cầu một năm Giáp Thìn may mắn và tốt lành. 1. Chọn người hợp tuổi xông nhà. Người Việt Nam có tục lệ xem tuổi xông nhà vào ngày đầu tiên của năm mới, tương truyền theo dân gian, chọn người hợp tuổi xông nhà, giúp gia đạo tấn tài tấn lộc, gặp nhiều may mắn. Đối với tuổi Canh Tý, tam hợp xông nhà là thân, ý, thìn, nhị hợp xông nhà là sửu, ý, ngoài ra có thể chọn người mệnh hỏa, hợp với mệnh thổ để xông đất. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Canh Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Bính Thân 1956, khá, Mậu Thân 1968, khá, Nhâm Thân 1992, khá, Canh Tý 1960, khá, Kỷ Sửu 1949, khá, Mậu Tý 1948, khá, Ất Tỵ 1965, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Canh Thân 1980, khá,
Ất Hợi 1995, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Canh Tý trong năm Giáp Thìn 2024 là Quý Sửu 1973, xấu, Quý Dậu 1993, xấu, Nhâm Ngọ 2002, xấu, Canh Tuất 1970, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu, Tân Mão 1951, xấu, Ất Dậu 1945, xấu, Mậu Tuất 1958, xấu, Giáp Ngọ 1954, xấu, Bính Tý 1996, xấu. Bản mệnh Canh Tý nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, 23 giờ đến 1 giờ sáng để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt. Với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Tuổi Canh Tý khi xuất hành đi lễ chùa thăm nhân thân vui xuân đầu năm nên chọn những ngày đẹp, xét theo cả âm và dương lịch. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, thứ ba, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024, thứ năm, ngày 12 tháng 1 năm 2024, thứ hai, ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024, thứ tư, ngày 12 tháng 1 năm 2024, thứ hai, ngày 17 tháng 1 năm 2024, thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024, thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2024, thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 3. Khai xuân, khai trương, mở hàng. Khai trương ngày tốt, tháng hiền hòa, phúc lộc trăm năm mãi nở hoa. Chọn ngày đẹp khai xuân mở hàng vốn là nét đẹp trong văn hóa người Việt từ bao đời nay. Khởi đầu thuận lợi được coi là kích hoạt vận may tài lộc, thu hút thành công may mắn cho cả năm. Ngày mùng 2, mùng 4, mùng 7 tháng giêng là những ngày có nhiều cát tinh tốt cho bản mệnh Canh Tý. Lựa chọn khai xuân vào những ngày này để cầu công danh, tài lộc cho năm mới. Canh Tý 1960 nên chọn ngày lành tháng tốt trước khi tiến hành công việc. Thứ hai, ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày mùng 7 tháng 1 năm 2024, chủ nhật, ngày mùng 9 tháng 1 năm 2024. Thứ ba, ngày 11 tháng 1 năm 2024, chủ nhật, ngày 16 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 21 tháng 1 năm 2024. Thứ tư, ngày 26 tháng 1 năm 2024. Thứ sáu, ngày 28 tháng 1 năm 2024. 4. Vật phẩm cầu tài lộc may mắn. Trong năm Giáp Thìn 2024, mặt Phật Di Lặc và vòng tay Tỳ Hưu là hai vật phẩm phong thủy thích hợp nhất để cầu tài lộc. Phật Di Lặc là biểu tượng cho sự hạnh phúc,
hóa giải mọi phiền lo, ưu tư, thỉnh mặt Phật Di Lặc bên mình, tuổi Canh Tý sẽ được chiêu tài vượng khí, tinh thần thoải mái an yên. Người mệnh Thổ nên lựa chọn mặt Phật Di Lặc làm từ đá mã não đỏ, tương sinh với mệnh, hoặc từ đá mắt hổ vàng nâu, tương hợp với mệnh. Vòng tay Tỳ Hưu mang ý nghĩa của một loài linh vật ẩn chứa sức mạnh to lớn, có khả năng hóa giải ngũ hoàng đại sát, chiêu vượng khí, cải thiện tinh thần và sức khỏe. Vòng tay Tỳ Hưu đặc biệt thích hợp với những người kinh doanh, làm ăn buôn bán. Màu sắc may mắn năm 2024, tuổi Canh Tý hợp với các màu đỏ, hồng, cam, tím, màu thuộc hành hỏa. Canh Tý là người mệnh Thổ, hợp với các màu thuộc hành hỏa và thổ. Riêng với năm 2024, mệnh chủ nên ưu tiên chọn những màu thuộc hành hỏa như đỏ, hồng, cam, tím, bởi những màu này tương hợp với mệnh hỏa của năm Giáp Thìn. Thưa quý vị thân mến, trong chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ về bản lĩnh thực sự của một người không nằm ở chỗ kiếm tiền nhiều hay ít, dung mạo xấu hay đẹp, mà là ở chỗ nhân phẩm. Nhân phẩm của một người chính là giấy thông hành có giá trị, nhất năng lực là cơ sở, Lý Quang Diệu nói, đại khái có ý là mỗi quốc gia lớn hay nhỏ không phải là lãnh thổ, mà là sở hữu nhiều cá nhân có năng lực, có tư chất, song đào tạo họ để họ làm quản lý, ở quy mô doanh nghiệp, chớ dụng người bất tài, đặt sai vị trí, nhất là vị trí quản lý, bởi những người này sẽ làm công ty phá sản hoặc dậm chân tại chỗ, không thể lớn mạnh được. Năng lực quản lý là tố chất mọi doanh nghiệp cần, mà muốn có năng lực quản lý thì bắt đầu phải từ năng lực cá nhân. Tuy nhiên, nhìn người không nên chỉ xem năng lực, bởi năng lực chỉ là nền tảng để một người phát triển. Có một số người, năng lực về một phương diện nào đó không được tốt lắm, nhưng lại có khả năng trợ giúp và ủng hộ rất lớn đối với bạn, cũng chính là có khả năng hợp tác tốt trong các hoạt động nhóm. Người có năng lực trình độ rất cao thường khó hợp tác cùng người khác. Hơn nữa, năng lực còn có thể bổ sung cho nhau, cùng nhau hợp tác, lý giải sẽ có thể giúp cộng đồng đề cao. Mỗi người có một suy nghĩ, sẽ hợp thành rất nhiều suy nghĩ. Thái độ là căn bản, thái độ quyết định niềm tin, tạo nên sức mạnh nội tại trong con người bạn. Nhà văn và diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng người Mỹ Gen L từng nói, quyết định cao độ của đời người không phải tài năng, mà là thái độ. Chúng ta quyết định dùng thái độ như thế nào để đối đãi với cuộc sống, thì sẽ có trải nghiệm và lĩnh ngộ không giống nhau. Đối mặt với những điều không như ý trong cuộc sống, bằng thái độ tích cực hay tiêu cực, chính là điều ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta. Do đó, quyết định dùng thái độ như thế nào để đối đãi với người khác và chính bản thân mình, chính là ta cũng đang quyết định mình sẽ trở thành người như thế nào. Thái độ giống như là gốc rễ của con người, khi gốc rễ ổn định vững chắc thì còn lo gì việc làm không thành công, vì vậy mới nói, thái độ của con người quyết định cao độ của người đó. Cao độ quyết định độ rộng quyết định độ sâu, muốn thay đổi tất cả thì phải thay đổi thái độ mới có cơ hội hoàn thành cuộc sống mà mình mong muốn. Rất nhiều người thông minh nhưng không làm đại sự được, mấu chốt là thiếu đi khả năng chịu khổ, thiếu đi thái độ sẵn sàng chấp nhận gian khổ. Trái lại, người có thái độ tốt, dám đương đầu, chắc chắn sẽ làm nên thành tựu. Nhân phẩm là mấu chốt, chuyện kể về một chàng thanh niên đi phỏng vấn, trong lúc đang đợi tới lượt mình, thì đột nhiên nghe tiếng một người đàn ông trung niên bước đến nắm tay nói, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi, thật sự rất cảm ơn cậu lần trước đã cứu con gái tôi ngã xuống hồ. Chàng trai nghe nói vậy liền nói, chắc ông nhận nhầm người rồi. Không phải tôi, vị trung niên lại tiếp tục khẳng định, chính là cậu, chắc chắn là cậu, tôi không thể nhận nhầm được. Lúc này chàng trai chỉ còn cách giải thích chi tiết, thực tình không phải tôi, công viên mà ông nói tôi còn chưa một lần ghé qua. Vị trung niên nghe nói vậy buông tay chàng trai ra rồi buồn bã nói, lẽ nào tôi nhận nhầm rồi sao? Mấy hôm này chàng trai nhận được giấy báo trúng tuyển, khi đến làm việc, tình cờ gặp lại vị trung niên hôm trước mới bước đến chào hỏi, xin hỏi, ông đã tìm được ân nhân cứu con gái mình chưa? Vị trung niên đáp, vẫn chưa, tôi vẫn chưa tìm được. Chàng trai đem câu chuyện này kể với các đồng nghiệp, mọi người nghe xong đều nhìn nhau cười. Đó là chủ tịch của tập đoàn chúng ta đó, câu chuyện con gái ông ngã xuống nước ông đã kể rất nhiều lần rồi, thực tế ông không có cô con gái nào hết cả. Chàng trai nghe xong thật không thể tin nổi, việc này là sao? Các đồng nghiệp mới giải thích, thực ra đây chỉ là một cách khảo nghiệm nhân phẩm ứng viên của chủ tịch chúng ta mà thôi. Ông từng nói, làm người nhân phẩm còn quan trọng hơn tài năng, người không có nhân phẩm thì nói gì cũng vô dụng, làm gì cũng vô nghĩa. Tài năng thì thế gian không thiếu, duy trì có đức hạnh, nhân phẩm mới là thứ quý giá khó tìm. Một người muốn bước thật xa, lên thật cao, thì ắt phải tu dưỡng nhân phẩm của mình trước, bởi nhân phẩm là thứ vô giá của mỗi người, là bước đệm vững chắc đưa con người đi khắp thế gian. Thực tế rằng, con người đều vì lợi ích của mình mà truy cầu, có người giỏi luồn cúi, kéo bè kết phái, hai mặt, giở thủ đoạn, hoa ngôn xảo ngữ, chỉ chăm chăm vào lợi ích của mình, quyền lực, tiền tài,
Địa vị, người như vậy năng lực tương đối tốt, nhưng lại giỏi mê hoặc lòng người. Bề ngoài tựa như chính nhân quân tử, hay mang dáng vẻ nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực nội tâm dơ bẩn, độc ác vô cùng. Người như vậy tốt nhất là nên cách xa một chút, tuyệt đối không thể trở thành bằng hữu hay có thể hợp tác được. Chúng ta mặc dù không thể làm được giống như thánh nhân, vô tư kính dâng, nhưng một người có một nội tâm thiện lương, nhân ái và thành tín mới có thể cùng người khác đồng tâm hiệp lực, vượt qua cửa ải gian khó. Khổng Tử từng nói, đức như nguồn nước, tài như con sóng, hay như câu, phẩm chất là gốc cây, còn danh tiếng chỉ là bóng mát. Chúng ta thường lại chỉ chú ý đến bóng mát của cây, mà quên đi rằng gốc rễ mới là căn bản. Đừng quên rằng, sống trên đời nhân phẩm mới chính là tấm giấy thông hành có giá trị giúp bạn đi khắp chân trời góc bể. Đường đường chính chính, oanh oanh liệt liệt, không sợ bị ép uổng trước nhân gian và không lo phải xấu hổ với cái tâm của chính mình. Vâng, quý tín chủ đã theo dõi toàn bộ bài viết tử vi tuổi Canh Tý 1960 trong 2 tháng đầu năm 2024. Thông tin về lá số tử vi năm 2024 được chia sẻ trong bài viết nhằm mục đích giải đáp thắc mắc của quý tín chủ một cách chi tiết nhất. Người xưa có câu, tâm sáng vạn sự tự khắc hanh thông, suy cho cùng khổ đau hay hạnh phúc đều do tâm làm chủ. Nếu hiểu được ý nghĩa của câu nói, thì tín chủ sẽ tự khắc thay đổi cái nhìn về cuộc sống, cảm nhận hương vị ngày xuân Giáp Thìn 2024, vui tươi, phấn khởi. Minh Đường tử vi kính chúc quý cô bác và gia đình một năm mới an khang thịnh, vượng vạn sự cát tường.